trông thấy không thay đổi lòng, bình đẹp trai đang đứng trước em nè. Cười không ai vỗ tay, buồn quá. Với lời nói đầu tiên, mình với thay mặt với An xin kính chúc khán giả tham quan hội chợ thật vui tươi, quan hỷ, sức khỏe bền bỉ, tiền vô bạc tỷ, vàng vô vàng ngàn chỉ, dây chồng yêu thương thật là chung thủy. Lời chúc không có gì tỉ mỉ cho chàng vỗ tay gọi ầm mỹ đó, vỗ tay là em khoái rồi. Xạo xạo kêu ta vỗ tay khoái là sao hả mày? Trời ơi, cái thằng nào vô duyên mất lịch sự, đang chúc bà con cô bác ở Cam Ranh dễ thương dễ sợ. Mày chọn cái mỏ mày vô, tao ký tà cái mỏ mày. Chào anh bạn đẹp trai. Chào chú hay hành rớt. Đó trời ơi anh em phải anh câu phim Hàn Quốc, anh câu phim Hồng Kông, anh đặt em toàn là tên lạ mà. Hăng rớt là phim của nước nào anh? Hết danh. Hết. Giả gì mặt không vợ. Gặp ông nói chuyện tào lao, nghe hỏi thêm chút xíu coi. Lúc này anh khỏe không? Khỏe. Lúc này anh còn ở chỗ cũ hàng chỉ, tôi qua chỗ mới tôi kiếm không có gặp anh nhiều. Lúc tôi muốn thăm anh mà tôi không có biết nhà. Lúc này anh còn cá độ đó banh, được cá độ banh tôi chết là vợ con bán nhà bán cửa đường cho ở chết cha, thấy ông nội ông cố ông sợ, ông sợ ông sợ mà cầm cầm cầm. Mày hỏi thăm hay mày sủa? Đó chó nó sủa. Gì sủa? Hỏi thăm mày làm gì chó chế chế chế, hỏi thăm hỏi từ câu một, tôi trả lời từ câu mày nghe. Một hai ba hỏi anh khỏe không? Khỏe. Vợ anh khỏe không? Khỏe luôn. Con anh khỏe luôn hả? Hai bác chưa chết không? Mới chết hôm qua. Vậy hả? Ê gì chết mày? Trời ơi, không có hiểu lầm hiểu lầm. Ý tôi nói hai bác mạnh dỗi tôi mừng. Hai bớt ra đi thật thật chia buồn cùng anh. Tôi cảm ơn mày. Tôi gửi lời thăm hai đứa nó nghe anh. Để tôi nói lời với hai đứa nó. Ủa hai đứa nào? Ba má anh á. Thế mày vô duyên mày. Thì giỡn xíu là không nổi. Mày hổ vô duyên để tao hỏi mày coi. Dạo này gọi chỗ cũ không? Có. Trời ơi mày chắc ngay chỗ cũ không? Ngay chỗ cũ á. Phải ngay Cam Ranh không? Ngay Cam Ranh luôn. Trời ơi sao tôi qua Nha Trang kiếm không có. Ra Nha Trang kiếm bà nội luôn mày. Không biết nhà tôi xạo rồi. Biết chợ Cam Ranh không? Biết. Đối diện chợ Cam Ranh tiệm vàng bự thiệt tử. Trời ơi dạ. Nhà lầu ba tầng. Giàu quá. Trước mặt nhà lầu có một hàng bông giấy. Là nhà của? Người ta. Nhà mày đâu? Giờ không biết sao, nhà chút xíu nhà của tôi. Trời, nhà chút xíu mà cũng phe nó mày. Trời đừng khi dễ, nhà chút xíu mà năm xe vô lọt nha anh. Trời ơi nhà chút xíu năm xe vô lọt. Chứ sao? Trời theo bà con em tôi là cỡ đó ăn lên đó. Xe gì em? Xe đạp. Xe đạp đừng nói nè mày. Trời ơi xe đạp phải xe không nội. Xe đạp là xe hả? Ê mày nói nhà này ở Cam Ranh phải không? Đúng rồi. Sao tao lại kiếm bộ tao quay gặp mặt mày? Anh có gửi xuống tiệm vàng hả? Có gửi tên gì nó gặp mốt dễ chào hỏi được không? Dễ thương lắm. Dễ thương lắm hả? Ê sẵn đây tao đố mày nghe. Đố đi. Nàng có một cái loài tên. Một cái tên của nó là một cái loài hoa nở giữa mùa xuân. Trời ơi nàng có tên loài hoa nở giữa mùa xuân. Tôi biết nàng tên gì rồi. Tên gì? Mồng gà. Cái mồng. Mộng gà mày đem gì ông nội? Tôi qua mộng gà nở giữa mùa xuân luôn đó. Trời ơi sao mày nói là qua mai á? Ê tôi có bộ tên mai bán hộp vịt lộn ngay chợ nha. Mày có bộ tên mai bán hộp vịt lộn? Chắc bộ mày mai con, bộ tao mai mẹ. Thì có mai mẹ con mai mẹ nữa. Thì có chồng có vợ rồi có vợ mẹ của con chứ sao? Gì ngộ hả? Ê sẵn đi tao tả nhan sắc con bộ tao bằng chữ M chung tên mai với này mày chịu không? Anh tả nhan sắc vậy bằng chữ M. Hay quá tả nghe luôn coi. Chữ khác là con mắt. Con mắt đẹp lắm. Nghe nè. Mắt mai mơ màng mò. Đó đã không? Mắt hế. Nó có mò chẳng hả? Bị cận thị rớt mặt ký xuống nó mò. Nghe tiếng có mũi nè. Mũi mũi. Mũi mai mô mô. Ủa mô là sao? Mô là cao á. Sao chữ nó cao? Cao là chữ C phải nó mô mới chữ M. Mô M. Rồi mô mô đi ông nội ơi. Nghe tiếng cái môi nè. Môi. Môi mai mỏng. Nhỏ này hổn bà cố luôn. Thế gì hổn mày? Sáng gặp bà môi mỏng y chang vậy. Vừa bước chợ mua đồ hỏi thăm có một câu quay qua chửi tôi quá trời luôn anh. Trời ơi hỏi sao? Em có mua hộp khuyến mãi chú em tặng luôn cái lê hương à. Lại. Nó hổ vô gì gặp tao cũng giả mày bẻ mặt luôn. Mày sao? Nhưng mà tao nói mày nghe không phải nhỏ đó đâu. Vậy hả? Bộ tao nó hiền lắm. Hiền lắm hả? Bữa nó mời bạn bè qua nhà nhậu nè. Nó xỉn nó đập đồ tá lả luôn mà con bồ tao nó ngồi tại đó nó không thèm nói tiếng nào. Trời ơi sao vậy? Nó câm. Câm nó con chi ông nội? Bữa đó chung gió á khẩu mà mua thuốc cho uống hết rồi. Trời mừng quá. Nghe tiếng cái má nè. Má. Má mai. Mọt. Cái này tôi biết nè. Cái gì? Nó bị mụn phải không? Không phải, mụn là nó lòi ra, mọt là nó thụt vào. Tôi nói đem về ổ gà rồi ông nội. Có nó bị rủ chút mà. Con ghê, thấy ghê.
Bộ mày đẹp không mày chê bộ tao? Sao không đẹp thì tả sơ nhan sắc ghệ tôi bằng chữ M y hệt như anh luôn. Y hệt như tao luôn. Chứ cái con mắt phải không? Đúng rồi. Nghe kỹ nè. À. Mắt mai một mắt. À mắt mai một mắt. Ê bộ mày đọc Nhãn Long hả? Cái gì đọc Nhãn Long? Sao mày nói một mắt? Bá lão, một mí. Một mí mà đẹp gì? Mua đen hồng trong. Vậy hả? Mỗi lần mai cười không thấy mắt mai đâu á. Vậy thấy gì? Đường gạch ngang vậy nè. Nghe tiếp tới mũi. À. Mũi mai méo. À méo. Sao méo? Mũi sữa đi xe đạp té méo. Sao mày để đi xe đạp cho té méo? Lấy đi nào hay đâu. Ê bồ mình quản lý cho kỹ nha. Nghe tiếp tới môi. À. Môi mai mung. À mung. Mung là sao? Mung là đen. Sao đen? Hút thuốc. Mày nói sao môi tao hút thuốc hoài nó đen đi. Anh hút thuốc gì? Hút điếu. Bồ tôi chơi không chơi thuốc điếu. Thì hút thuốc gì? Thuốc lào. Hả? Nó quê tôi là kéo rột rột được 5-6 bánh luôn á. Kéo kiểu đó bể phổi. Nghe tiếp cái má. À. Má mai móc. À móc. Sao móc? Đánh kem. Trời. Mày nói sao mấy chị em phụ nữ tao đi xe mát mặc nó đánh kem đẹp quá trời kìa. Bình khẩu trang có thấy đâu. À. Trời ơi mấy chị mấy cô đây đánh kem mà kem bình thường bồ tôi chơi kem đặc biệt. Đặc biệt luôn. Ừ. Kem gì? Kem đánh răng á. Hả? Nó bảo vệ 2 lần luôn á anh. Trời ơi. Bữa đó tôi hẹn ra công viên hứng gió tự nhiên quýnh quán chạy kem răng sức giờ mặt móc luôn. Trời ơi bồ mày thấy ghê. Bồ anh đẹp quá chơi bồ tôi. Không đẹp gì đẹp hơn bồ mày được rồi. Không dám. Ê ê ê ê. Trời ơi. Sao bữa nay đi đâu ăn mặc vừa sao 7 màu rồi giờ đẹp trai lịch sự vậy? Không có giấu gì em đi ăn đám cưới. Ăn đám cưới? À. Đám cưới đâu? Ở Cam Ranh nè. Tù đã hả? À. Có thiệp mời không? Không. Không. Không có sao ăn má. Tao bạn chú rể. Ở bạn chú rể hả? À. Ê, chứ đẹp trai lịch sự quá. Ê mà anh cũng thấy em lịch sự nha, đi đâu vậy? Đám cưới luôn nè. Đám cưới luôn? Ừ. Ở đâu? Ở ngay chỗ anh luôn. Ngay chỗ tao hả? Đúng rồi. Vậy là mày có thiệp mời rồi. Không. Không mà sao ăn? Ăn theo. À. Mà theo ai? Theo anh á. Tao ăn ké á. Luôn ăn trực. Trời. Thôi thôi thôi, anh nói nghe nè. Ăn ké ăn trực là nhiều nhục nha. Nhục lắm hả? Qua bệnh đây có trò chi đấu chi ca giúp vui chương trình dân nghệ. Giúp vui dân nghệ? Ờ. Anh có tiếng buồn vui nói nghe coi. Ảo thuật. Trời ơi tôi phái cái trò ảo thuật phái từ nhỏ tới lớn học không được luôn á. Vậy hả? Ờ năng nỉ Hoài Phương nó dạy hoài dạy nó không chịu dạy. Vậy hả? Ừ. Không mày theo tao tao dạy cho. Vậy hả? Ờ. Anh chỉ luôn hả? Ờ. Chỉ đi chịu liền. Có tiền không? Chứ vậy? Cho mượn. Vui giả mặt ông giờ Tết lễ lộc tự nhiên mượn tiền ông nội. Tao mượn tiền mày tao ảo thuật cho bà con tao đừng nói cháo qua cháo lại á. À. Nó tiền lấy ra sợ nói là cháu qua cháu lợi. Đó. Muốn mượn tiền tôi. Đúng rồi. Ảo thực cho người ta tin. Đúng rồi. Ủa có tiền hả? Không có đem tiền theo à. Ở, anh có tiền không lấy ra luôn đi. Ảo thực luôn đi. Ảo thực quá. Để tao lấy ra tao mượn cho mày coi luôn. Ờ đâu lấy ra cho coi coi. Đâu. Ôi tiền nhiều quá. Rồi nè làm đi. Đó. Khỏi luôn cho bà con cho biết luôn. Thấy trắng trợn là tiền luôn nè. Ờ đó. Dạ kính mời bà con hãy ước về sân khấu xem đây là tờ giấy 200.000 đồng của tôi á. Tao tôi mới mượn. À gì hả? Ừ. Là của tôi mà. À. Dạ bà con hãy nhìn kỹ đây là tờ giấy 200.000 đồng ổng mượn của tôi. Ủa tao thật mày chột cho hoài vậy? Thì tôi mới mượn của anh. Ờ biết rồi thì làm đi. Dạ đây là tờ giấy 200.000 đồng tôi mượn của ổng á. Con lại cha. Cha lại con. Con này tránh xa 16 mét mà mua giùm ta để tao ảo thực cho bà con xem mày. Tôi ảo đi. Dạ, đây là tờ giấy 200 ngàn đồng. Tôi mượn của ổng. Tôi đá làm cào con máu bây giờ. Làm đi. Tôi chỗ tôi biểu diễn cho bà con xem mày làm gì hoài vậy? Ẩm ba la. Tờ giấy 200 ngàn, em chỉ biết thành tờ giấy trắng. Ai trời ơi, nó là giấy 200 ngàn ảo thực là tờ giấy trắng cho hoài quá. Ảo tôi coi đi, ảo đi. Bị sai sai vậy. Tôi nhớ tháng này tôi cúng cô hồn theo nó phá tôi hoài trời. Thôi vậy nè, bây giờ tao khỏi ảo thuật luôn đi. Khỏi luôn hả? Mày có trò ảo thuật gì hay không? Trời ơi, vua ảo thuật. Phải không? Trời giỡn chơi thử tài nữa đó. Sao? Bây giờ muốn ảo thuật không? Ờ. À. Mượn bàn tay. Chi hả? Mượn kiến luôn. Mượn kiến luôn hả? Ảo thuật đi gấp rồi, mượn cái nón luôn. Ờ. À. Tôi ảo thuật lấy cặp mắt kiến không cần đụng tới cái nón. Trời ơi, cặp mắt kiến trong lòng bàn tay tao. Ừ. Mày ảo thuật mà lấy cặp mắt kiến mà không đụng tới cái nón. Chứ sao? Hay quá, làm thử cho bà con coi, coi luôn coi. Chuẩn bị coi nha. À. Dỡ nón ra. Dỡ nón ra. Lấy cặp mắt kiến không cần đụng tới cái nón.
cái đó là ông xạo thực với ảo thực gì ông nào? Xạo thực thì nó dẫn chơi thôi, qua đám cưới ta mời ca sĩ chuyên nghiệp ta hát trên rồi à. Có danh hài hải ngoại Kiều Oanh nữa. À, phục vụ cái bà con ở đây phục vụ bà con ngày đám cưới đó. Anh em mình qua bển là mua quà tặng cô dâu chú để làm kỷ niệm ngày cưới được rồi. Nói chuyện tới giờ qua bển sớm qua bển trễ nữa chứ. Thì đi mình hát bài chúc bà con may mắn đi mà mùa lễ này đi. Em anh hát bài tặng bà con cô bác thôi đi ha. Mở bài số 3 đi. Mở bài số 3 hát bài tặng bà con nha. Dạ nhóm hai bằng dì và chị An xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của dì và các bạn rất nhiều. Chúc bà con trẻ thơ cụ già vui vẻ hiền. Tiếng cười vui lúc gian thì là thiên bảo. Chúc giàu sang chúc tiền vô chúc cho mọi nhà. Và một mùa xuân thắm tươi như hàng đồ hoa. Và một tình yêu hát vang như hàng lời ca. Chúc hai bình ý. Chị em. Dạ, an khang. Tạm ơn. Dạ sự. Chị. Xin chào. Bye bye.